Ngày xưa, dưới thời Nho Giáo, cha được gọi là Nghiêm Đường. 20 tuổi đậu tú tài, đậu cử nhân, đậu tiến sĩ thì phải mang bộ mặt lạnh lùng của một vị quan. Chỉ có người cha quê mùa mới thông dong cõng con 4-5 tuổi đi nghêu ngao khắp xóm để bứt lá chuối quấn kèn. Lớn lên, cha con cùng làm lụng cạnh nhau trên sân lúa giữa rẫy khoai. Xã hội hôm nay trí thức hơn, văn minh hơn. Trong cuộc sống cha một nghề, con một nghề, ai lo phận nấy. Rốt cuộc tình cảm cha con ngày trở nên lợt lạc. Tình quấn quýt cha con chỉ thể hiện khi con còn nhỏ. Quá bậc tiểu học, con bắt đầu lớn, bắt đầu chọn bạn là bắt đầu xa cha. Từ đó, cha chỉ đóng vai trò cung cấp tiền bạc cho con ăn học, nguồn kinh nghiệm khôn dạy để đưa lời chỉ bảo khuyên răn. Tất cả đều chỉ là lý trí lạnh lùng. Chớ mẹ thì không. Nghĩ đến mẹ là một chuỗi hình ảnh êm ái hiện ra. Khỏi cần lý luận, khỏi nhìn đâu xa. Cứ nghĩ đến mẹ là như thế rõ. Khi còn nhỏ mình nằm như thế nào trong vòng tay của mẹ. Với cha thì phải suy nghĩ mới thấy. Bởi mọi sự thương yêu chỉ hiện rõ khi mình còn nhỏ. Bây giờ, nếu may mắn mà biết được là nhờ ngẫu nhiên thấy một người cha nào đó đang thương yêu săn sóc con nhỏ của họ. Quý vị hãy lắng lòng mà suy nghĩ kỹ sẽ thấy. Công cha bao năm, tình thâm lai láng và cao dòi dòi như núi. Hình ảnh ngọn núi uy nghi nhưng xa cách gợi cho ta một sự tôn sùng. Do vậy, người xưa có khuyên rằng: đạo làm con chớ hững hờ, phải đem hiếu kính mà thờ tự nhiên. Trong chúng ta, ai cũng thuộc và đọc lào lào câu ca dao công cha như núi Thái Sơn, nhưng vẫn thản nhiên như đọc khẩu hiệu, chứ có ai cảm nhận được thâm tình phụ tử đâu. Thưa các anh chị, tuổi già chiếc bóng, mẹ dễ sống theo con, theo dâu, theo rể. Nhưng cha thì không. Cha ít cam khuất phục rể dâu, chịu sống hắt hiu thiếu thốn, cố tránh cái giả bộ nặng tai của dâu, cái im lặng cố ý của rể. Tuổi càng cao, khổ càng chồng chất. Dâu rể không ăn hiếp thì có con muỗi, con kiến ăn hiếp, cứ cắn cứ chích. Cha nghe đâu đập đó, chứ mắt mờ đâu còn thấy rõ. Nhìn lên bầu trời đâu còn thấy chòm sao bắt đầu, mà mới ngày nào lững thững dắt con đi trong sân, cha chỉ cho con nhìn. Con nay đang tuổi trung niên, bận theo quyền lực, vui với vợ con, giao thiệp với bạn bè, việc báo hiếu cho cha thường tỏ ra hững hờ lơi là. Nếu có ai nhắc nhở thì lý lẽ: được vậy còn đồ gì nữa. Trời ơi, thì giờ đâu? Phải, thì giờ đâu? Người xưa hay nhắc phận con kiếp lo báo hiếu, bởi đến lúc con muốn nuôi cha mẹ thì than ôi, cha mẹ có còn đâu. Lúc cha vào giai đoạn già yếu, bề ngoài ngó dẫu phương trương, nhưng nội tạng thường đang rệu rã. Dễ hiểu thôi, một đồ vật dùng đã 50-60 năm rồi thì dù có lạc quan đến đâu cũng chỉ có thể tạm nói cũng còn khá. Cha thỉnh thoảng cảm thấy hơi đau nơi này, chợt nghe cái nhói nơi kia, đôi khi bỗng mệt vô cớ. Nhưng cha thường im lặng. Những câu nói êm ái dành cho con khi còn nhỏ bây giờ không cần thiết nữa, vì có thể quấy rầy con cháu, mà đành âm thầm nghĩ đến câu dạng vật vô thường. Do đó, cha sống bên cạnh con cháu, nhưng có khác nào cây khô đứng trơ trọi giữa đồng. Gần như mọi người con cuối cùng đều âm thầm tự trách, lặng lẽ xót xa khi cha đã qua đời. Vì còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con lắm bụng. Cha biết trước tâm trạng đó, phòng xa ngày nào mình từ trần, con mới chợt ân hận muộn màng. Nên trong mỗi bức thư gửi cho con, cha đều kết thúc với sự bằng lòng rằng: con đã thành đạt thì cha mãn nguyện, cha vui rồi. Ôi, lòng vị tha, lòng hy sinh của cha kéo dài mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay. Ơn cha bằng biển cha ơi, nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng kêu mang. Đúng vậy, thưa tất cả quý anh chị, đối với công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ như núi cao bể rộng, đó là một sự thật hiển nhiên mà chúng ta không thể nào phủ nhận được, và nhất là trọn đời không được tự cho phép mình quên lãng. Khi còn là một thai nhi, với thời gian 9 tháng 10 ngày sống trong cảnh tối tăm nơi bụng mẹ, mỗi ngày phải lấy giọt máu nơi giao điểm ngũ tạng của mẹ làm chất dinh dưỡng để chờ ngày mở mắt chào đời. Còn thân thể của mẹ thì nặng nề cực nhọc biết dường nào. Mỗi khi đi đứng ngồi nằm, nhất cử nhất động, mẹ đều khổ nhọc và luôn chú ý đến đứa con đang nằm trong bụng. Nếu có nhân duyên gieo trồng công đức bố thí ở tiền kiếp, thì mẹ được sinh vào nhà khá giả, nên trong lúc mang thai được an dưỡng chu toàn.
Ngược lại, do thiếu phước duyên nên mẹ chúng ta lâm vào cảnh nghèo nàn túng thiếu, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nên phải làm lụng vất vả nhọc nhằn. Vậy mà không may gặp cha mẹ chồng thiếu lương tâm, thì từ khi mẹ bước chân về nhà chồng là phải chịu bao nhiêu đắng cay tủi hổ của kiếp làm dâu. Có thể chén cơm mẹ đang bưng cũng là chén nước mắt, vì thương con mà mẹ phải cam đành nuốt lệ để nuôi con. Tuy nhiên, dù khá giả hay nghèo nàn, hễ có mang con trong bụng thì các bà mẹ đều có sự thống khổ như nhau. Suốt 9 tháng trường cứ mang nặng nhọc, biếng ăn, mất ngủ. Vậy mà đến ngày rằm hay 30, có những bà mẹ thường đến chùa đốt hương khấn nguyện Phật trời phù hộ cho mình sanh nở được mẹ tròn con vuông. Thế rồi ngày qua tháng lại, giờ sinh đã đến. Một cơn đau dạ kinh hoàng, mẹ đau đớn vô ngần như muôn ngàn lưỡi dao cắt xén vào thân, và nỗi lòng sợ hãi bắt đầu hiện đến với mẹ. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn thì đỡ cho mẹ biết bao. Đằng này bằng ngỗ nghịch làm buồn thân mẫu, nó dễ dùng đạp quấu lung tung, làm cho cha mẹ hải hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phân. Trong giờ phút thập tử nhất sinh này, sinh mạng của mẹ như ngọn đèn leo lét trước gió. Có thể nói, mỗi lần sanh con là mỗi lần tử thần rình chờ bên cửa. Nếu chẳng may thì mẹ chỉ kịp được nghe tiếng con thơ khóc chào đời trong tinh thần bấn loạn, để rồi mẹ vào giấc ngủ ngàn thu, nằm yên bất động với nấm mồ quang lạnh, mà vĩnh viễn không còn trông thấy mặt cô dù chỉ một lần thôi. Khi mẹ đã vĩnh biệt chân trần, cũng có nghĩa là mang cả mạch sống về phương trời thiên cổ, bỏ con đối khác bên cạnh người cha đau khổ trong cảnh gà trống nuôi con. Đêm đêm với nỗi lòng trống vắng bên con thơ, lòng cha rối như tơ giò. Tai nghe trống điểm trên lầu, nửa thương phần vợ, nửa sầu phần con. Đêm nằm nước mắt nỉ non, con ơi đừng khóc, mẹ con chết rồi. Đó là những đêm vắng có cha bên cạnh. Đến sáng ra, cha lại lo làm lụng vất vả để con thơ nhỏ dại ở nhà cho anh chị nó trông. Nhưng những khi nó đói cơm hay khát sữa, biết làm sao hơn được, vì cũng lớn hơn nó chỉ có vài tuổi thôi, dỗ dành mãi không được, đành chạy vào sớm mà xin tình thương của bà con. Em tôi khát sữa bú tay, ai cho bú thép ngàn ngày mang ơn. Sau khi sanh nở được vẹn toàn rồi, mẹ chúng ta vui mừng khôn xiết. Khi đang ăn cũng như lúc ngủ nghỉ, hễ con cần đến là có mẹ ở ngay bên cạnh, và đem hết chất liệu bổ dưỡng nhất của mình để nuôi con thơ trong thời gian bú mớm. Còn lỡ dại tiểu tiện trên mình, mẹ vẫn mỉm cười không chút hờn giận. Chính đôi tay gầy của mẹ giặt giũ khăn tả và tắm rửa cho con từng ngày, mà nào có một lần quản công khó nhọc. Cảnh nghèo nàn, mẹ phải chịu đói khát để nhịn cơm cho con. Mẹ cam lòng nằm bên ướt để nhường phần bên ráo cho con mỗi khi gió mưa trở trời. Mỗi mỗi điều gì con mà mẹ quên cả tấm thân khô gầy như san hô còn lại của mẹ. Ôi, nặng thay chính chữ cù lao, 3 năm nhũ bộ biết bao nhiêu tình. Vì con mẹ đã quên mình, giữ nuôi con trẻ bình sinh không ngại. Rồi ngày tháng còn nằm nôi, mẹ âu yếm đứa con thơ, triều mến nâng niu cái hình người bé bỏng nhưng sinh động do chính mẹ tạo thành. Dù có tật nguyền hay xấu xí, nhưng đối với mẹ, con vẫn đẹp tuyệt vời bên những lời ru. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày tích đủ vừa năm. Vì sao mẹ ru con ngủ êm ái, còn mẹ thì thức suốt cả năm canh? Vâng, mẹ thức đủ cả năm canh là vì nhìn con bé bỏng mà lòng mẹ xao xuyến lo âu. Mẹ vừa trải qua một cơn biến động về thể xác, những cơn đau dữ dội làm mẹ quằn quại khi con ra đời. Bây giờ mọi sự đã đắm dịu và mẹ đã tròn, con đã vui. Nhưng nhìn con thơ xinh xắn nằm ngủ êm ái vô tư, mẹ vừa mừng lại vừa lo, sợ con phải ướt mà khóc ré lên. Vì tiếng con khóc như xé lòng mẹ, cho nên mẹ phải thức canh chừng để chờ bên ướt mẹ nằm bên ráo con lăn. Này các chị, mỗi khi con ho lòng mẹ tan tành, con sốt lòng mẹ như bình nước sôi. Mẹ lo nghĩ, mẹ sợ hãi là gì? Nhìn con thơ mà mẹ nghĩ đến thân phận con người của con sẽ trải qua trong những năm tháng của tương lai đang tới dần. Mẹ lo nghĩ về sức khỏe, về cuộc sống của con